mình sẽ biến thành màu trắng thôi các bạn ạ. Mọi người xem giọng cười kìa. Hello tất cả mọi người đến với channel của mình là HN84 Vlog đây. Mình là Đăng Đẹp Trai đây. Mọi người có thấy đẹp trai không? Hai anh em tụi mình hổm gà vắng mặt một số hai mấy ngày ta? 5 ngày. Đúng rồi, hai anh em tụi mình vắng mặt trong 5 ngày qua là do là hai anh em mình đi kiếm tiền không người, để đầu tư một cái clip siêu to cổng lò để cho mọi người xem rất là hay. Đầu tư tới một tận 100 mấy ngàn lần đó mấy bạn ơi. 100 mấy ngàn lần đó mấy bạn. Đúng rồi mọi người. Mọi người xem tay hai anh em mình nó đang thùi lùi luôn. Thì hổm gà hai anh em mình vắng nắng kiếm tiền không người. Da đen quyến rũ. Thì là hôm nay á hai anh em tụi mình sẽ làm một cái clip thử trộn 14 không? 14 loại chai. 14 loại thức uống trộn với nhau uống sẽ như thế nào cho mọi người xem sẽ có hiệu ứng hay phản ứng gì không? Okay. Đúng rồi, tụi mình hôm nay mới học quá học quá mọi người. Và tụi mình nó có chuẩn bị là một cái chai, cái ổ lộn một cái thùng này keo. Là keo. 10 lít. 10 lít nha mọi người đây nè, đây có số 10 luôn nè, 10 lít. Và tụi mình có chuẩn bị là một bịch nước đá nha mọi người, để một tí nữa mình trộn 14 loại nước đó vô và cá vô uống nha. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay là đây mới là nhân vật chính. Đúng rồi. Còn đây chỉ là phụ thôi. Mọi người xem nè, tụi mình chuẩn bị là đủ loại nước luôn. Rồi vậy đây là nước cam đúng không? Đúng rồi. Nước ti, ti rớt gì? Vậy nước ti rớt gì? Cái này là nước cam. Không biết. Thì bây giờ hai anh em tụi mình sẽ gót nước này vô một cái bình như thế này nha mọi người. Đây là gồng đỏ nha, mình cởi áo nó ra rồi nha. Cần áo ra rồi. Ê mình có cái nước màu trắng trước đi thì em sẽ như thế nào nha mọi người. Thì nó sẽ biến thành màu trắng thôi các bạn ạ. Mọi người xem giọng cười kìa. Thơm chứ ta. Thì nói chung á mọi người, tại sao mà mình kêu đanh dưới gót chai trắng không? Tại vì mà khi mà tụi mình gót chai trắng vô á, rồi xong mình gót cái chai màu đỏ mọi người vô nó sẽ hòa tan rất là đẹp luôn á. Ok, để xem mình chai màu đỏ cho nó đẹp. Đúng rồi. Rồi, ok. Mình xem. Hay quá. Ô long vị chanh. Đúng rồi, ô long này như chai mới ra nè. Không, đúng không? Ra lâu rồi đó. Mà nó này mình không muốn á. Chai này tới 4 gần nửa lít lận. Đúng rồi. Cái số 2 mọi người xem số 2 nha. Đó. Thấy mình vàng rồi đó. Mọi người xem nè, bắt đầu nước nó lật lại nè mọi người. Sướng mọi người ơi, xíu uống là chắc đã. Màu gì? Vàng. Bây giờ màu cam. Ê đây đụng chai Stin đó mọi người. Stin màu đỏ rồi đó, uống vô cái. Đúng rồi. Để cho biết con người khác đi. Ô mọi người xem nè. Ê, này giống như nước gì là nước đục. Yeah boy. Rồi mình sẽ đổ nước đá vô các bạn. Mình test luôn nha. Wow, mọi người xem nè. Thì sau khi tụi mình trộn xong hết tất cả một số đống chai nước, 14 loại chai nước, thì nó sẽ ra một cái chai nước như thế này nè mọi người xem nè. Wow, rất là ngon luôn mọi người, mà không biết uống có ngon không nữa. Quá đã, nhìn thấy thì hai anh em tụi mình sẽ cố gắng uống hết cái phần ly cái thùng mà keo, cái keo 10 lít luôn đúng không? Đúng rồi, 10 lít đó, như đây là 10 lít đó. Mọi người xem nè. Ây da. Mọi người xem, ây ôi, keo 10 lít nó nặng thiệt nặng luôn mọi người. 8 kg, 10 lít là 8 kg. 10 lít 10 kg. 8 kg à? 8 kg hả? Ừ. 10 lít 8 kg nha mọi người. Thì hai anh em tụi mình sẽ cố gắng nhất trong nửa ngày hôm nay sẽ uống hết 8 kg nước này nha mọi người. Rồi mình sẽ chơi cái này, làm cái này. Chưa. Đó là mình. Nó không chào bọt giống như trên kia ta. Nè, nó chào bọt nè, xem nè. Wow. Thì mọi người biết Đà Lạt vậy siêu mọi người. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Đúng rồi, chuyên nghiệp. Vậy người ta gọi là chuyên nghiệp. Như uống rượu vậy mình lắc. 2 nè. 4 6 8 12 12 2 4 6 ok, người 6 không hút. Lắc chỗ đều nha mọi người.
không biết uống có sao không nữa, thì chiều nay hy vọng là tụi mình có ra video thì không sao, còn không ra video là có sao không người. Không rồi, uống biết chừng nào hết cái đống này nữa trời. Chua. Mùi diễn tả không được luôn mọi người. Không biết gì diễn sao. Để mình cố gắng uống xíu nữa mình sẽ diễn tả mùi cho mọi người xem nha. Ở dưới ngon hơn quá. Thấy chưa, nãy mày tự đi. Hả? Ừ. Nó không có gì, nó không đều, chưa đều. Đều này mình ngoại thấy đã mới được. Mình lắc xe cái nữa. Chết cha. Để lắc xe cái nữa cho nó đều mới uống được. Nó đã thì mọi người. Đó. Nhào bọt rồi đó. Nước phê rồi đó. Ra thử liền cho nhảy. Ngồi xuống uống đàng hoàng luôn. Ai làm gì vậy đây? Ngon á, im á. Nói chung là mùi này mình nghĩ không ra mùi gì luôn mọi người. Chung là mùi này mình nghĩ không ra mùi gì luôn mọi người. Chọn đủ thứ luôn không? Ba cái gỡ đỡ hình cái hả? Lội dưới hình cái. Đâu. Ôi nhiều quá. Bây giờ mình sẽ cố gắng uống, sẽ phân tích mùi cho mọi người xem nha. Mùi nói chung là mình phân tích được là có mùi ngọt hơn mọi người. Các bạn đợi mình xíu đi. Đi đâu rồi? Bạn cứ ngồi đó uống đi. Đang đi đâu rồi mọi người ơi? Mình uống hết cho nó khỏi uống luôn. Không biết Đang chạy đâu. Nè Nam ơi. Nè. Nè cái gì vậy? Đó, vô lẹ. Cái ống gì ông ơi? Hồi nãy giờ mình vô nhà mình lấy cái ống này các bạn. Cái ống mình cho lẹ chứ ba cái ống hút hút biết nào cái này nè. Ê biết hồi nãy giờ đợi mày mấy tiếng không? Mấy tiếng rồi. Thầy có đồng hồ tính tiếng cho mày rồi đó. Chứ đi có nãy giờ có mười mấy phút mà. Hồi nãy giờ đi có mấy chục phút đó mọi người. Mày lấy ống gì vậy? Hút xăng. Ống gì vậy? Hút xăng. Hút xăng. Nó lấy ống hút xăng cho mình uống không mọi người? Rửa sạch rồi các bạn ơi, yên tâm khỏi lo. Này sạch sẽ. Đúng rồi. Nó chỉ hơi xăng một tí thôi à, không sao đâu. Đúng không? Xăng xăng xe chạy được là mình ngồi mình uống được. Đúng rồi. Uống vô chết luôn á chứ được. Yeah.
không nổi luôn. Thật sự là chai rất là dài. Mọi người từ từ cái chai á mọi người, hồi sớm á mọi người xem nè, từ cái khúc này nè mà tụi mình uống túi dưới đây luôn mọi người, uống nó thiệt rất là no luôn, cái bụng rất là đau luôn mọi người. Mọi người có bị chỗ không? Thì nói chung á là hồi sớm nha, mình uống rất là nhiều luôn, mình chỉ nghe được có 2-3 vị thôi. Một vị là mình chỉ đánh hơi được một vị là ngọt đúng không? Đánh hơi luôn à? Không phải đánh hơi, mà uống có mùi, đó là mùi ngọt. Và nó giống như là mùi ngọt chứ có ga thôi không mọi người. Nó thơm thơm mùi gì á, cái mùi chai này nè, lúc mà chai đào đó. Thơm mùi chai đào nó nhiều nhất á, tại chai nửa lít lần á. Thơm thiệt á. Ừ. Thơm hơi mùi giống mùi này không? Không phải mùi này. Thì video đến đây á, tụi mình cũng kết thúc nha mọi người, tại vì tụi mình uống hết nổi luôn rồi. Thì mọi người thấy cái clip của tụi mình hay á, nhắn cho mình một like và một đăng ký nha. Đúng thì rồi. Mấy clip sau tụi mình gán đầu tư thêm tiền đúng không? Đầu tư tiền làm những món siêu to khổng lồ cho mọi người xem nha. Đúng, ok.